rose, cái hồng hồng vàng nó già rồi, xong rồi mình cắt một tỉa, mình tỉa năm rồi, cuối năm rồi, xong rồi mình bốn phần cho nó. Hôm nay nó ra nhiều mầm mới quá không? Tôi học cách cắt, nhìn thấy không? Ở trong trong á, mình muốn cho nó trống, mình cắt, mình canh những cái mầm mà nó, mình canh những cái mầm mà nó hướng ra, là chỗ này thì không có mầm hướng ra, chỉ có đây có mầm nó hướng ra ngoài, cho nên cắt ngay cái đoạn đó thì cái mầm nó sẽ hướng ra. Thí dụ chỗ này đó, tôi cắt chỗ này, nếu mà nó cắt chỗ này thì nó uổng tí, nó muốn đậm lên vậy để cho nó khoảng này nó trống, mà nó đâm hướng ra thôi, đâm hướng ra cái này nè. Đây đặc biệt đây dễ thấy nè, góc vào khoảng này cho nó trống, cắt cái đoạn này thì cắt cái đoạn này thì cái mầm này hướng ra. Ở tầng trên thì mình thấy có khoảng trống cho nên mình giữ cho nó mầm hướng ra. Như này ha, trong đóng.